Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo khu quản lý đường bộ 3 Cục Đường bộ Việt Nam, trong thời gian chờ khắc phục sự cố, sạt lỡ, hầm đường sắt, bãi gió, đoạn qua đèo cả, lực lượng chức năng ngăn tất cả các phương tiện trừ xe hai bánh lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua đèo cả, ô tô các loại phải lưu thông qua đường hầm đường bộ đều cả. Tuy nhiên, một số phương tiện như xe chở nhiên liệu, xe chở hàng độc hại dễ cháy, chất nổ, hàng hóa nguy hiểm, xe quá khổ không được qua hầm đường bộ đều cả. Thời gian thực hiện từ 13 giờ ngày 14 tháng 4 cho đến khi khắc phục xong sự cố, đảm bảo điều kiện an toàn để lưu thông trên quốc lộ 1 khu vực đèo cả. Đơn vị này cũng thông báo phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông không được lưu thông qua hầm đường bộ đèo cả. Các phương tiện này chọn một trong ba lộ trình. Ba lộ trình có điểm chung là các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 khi đến các điểm giao cắt với các tuyến quốc lộ trục ngang sẽ rẽ phải theo hướng Tây Nam. Bên cạnh đó, việc vận chuyển hàng hóa cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tại ga Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, vẫn còn rất nhiều hàng hóa bị ung ứ tại phòng hành lý của nhà ga. Đây là những hàng hóa gửi đi các tỉnh thành như Quảng Ngãi, Quảng Bình, Hà Nội, nhưng chưa thể chuyển đi vì sự cố sạc hầm đường sắt bãi gió ông trần việt tùng giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt nha trang cho biết hiện các đoàn tàu chở hàng đang bị đứng hình ở hai đầu tỉnh khánh hòa và phú yên nên việc vận chuyển hàng hóa đều bị tê liệt ông lê quang vinh giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt phú khánh cho biết hiện tại các toa tàu chở hàng đang được gửi tại các ga dọc đường ở hai đầu tuyến đường sắt nối tỉnh khánh hòa và phú yên để đợi ngày thông tuyến việc chuyển tải hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn sau sự cố này, toàn bộ hành khách di chuyển trên các chuyến tàu chiều từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh khi đến ga Tuy Hòa đều được hỗ trợ trung chuyển và đảm bảo hành trình theo quy định. Để hỗ trợ khách hàng trung chuyển an toàn và thuận lợi, ngành đường sắt đã bố trí sẵn các xe ô tô, tàu về lúc nào sẽ thực hiện trung chuyển ngày lúc đó. Căn cứ số lượng hành khách trên tàu, các ga giả và ga tuy hòa bố trí bình quân từ 9 đến 12 xe, loại 16 đến 45 chỗ ngồi. Từ khi xảy ra sự cố đến nay, Hành khách trên 24 đoàn tàu đã được trung chuyển và đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, ngành đường sắt huy động 100 nhân viên để hỗ trợ hành khách trong việc di chuyển hành lý lên và xuống xe và tàu. Theo ông Mai Thế Hạnh, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, ngành đường sắt đã nỗ lực hết sức để việc trung chuyển hành khách được thuận lợi an toàn. Đối với những chuyến tàu chậm so với giờ quy định sẽ có hỗ trợ suất ăn cho hành khách. Các ga giả và ga ti hòa được tăng cường thêm hệ thống chiếu sáng hoặc ở phòng chờ tàu, tăng cường nhân viên đảm bảo an ninh trật tự tại các ga. Sự cố sạt lỡ hầm bãi gió gây ra bất tiện cho hành khách đi tàu, đây là điều không mong muốn. Ngành đường sắt rất mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của khách hàng. Hiện nay, các đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục sự cố để đường sắt Bắc Nam sớm thông suốt trở lại và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp lễ sắp tới. Mới đây, bác sĩ Võ Văn Thiện, giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Con Tum cho biết, bệnh viện vẫn đang tập trung toàn bộ nhân lực và sử dụng các trang thiết bị y tế tốt nhất để cấp cứu và điều trị vết thương cho các nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra chiều ngày 13 tháng 4 trên quốc lộ 24. Trong số 24 nạn nhân đang được điều trị, nhiều người bị thương nặng, có trường hợp bị tổn thương sọ não, gãy lún đốt sống, xẹp tràn khí màng phổi. Cũng theo bác sĩ Võ Văn Thiện, sau khi nhập viện ông Nguyễn Thành Triệu, 51 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong do vết thương quá nặng. Như đã đưa tin, lúc 16 giờ 45 phút ngày 13 tháng 4, ô tô khách biển kiểm soát 50H36598 do tài xế Nguyễn Tấn Khoa, 26 tuổi, chú tỉnh Bình Định điều khiển chạy trên quốc lộ 24 theo hướng huyện Con Rẫy đi thành phố Con Tum. Khi đến km 157, đoạn qua thôn Đắc Pui, xã Đắc Pờ Re, huyện Con Rẫy, xe khách đã va chạm với xe tải biển kiểm soát 81H02799 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 81R01051 do tài xế Nguyễn Đức Hùng, 45 tuổi, chú tỉnh Gia Lai điều khiển hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến xe khách lật nghiêng bên đường, một hành khách tử vong, nhiều hành khách khác bị thương. Theo thông tin được biết, hành khách trên xe gặp nạn là đoàn cán bộ nhân viên của Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Chiều 13 tháng 4, đoàn khách này đi chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay Pleiku Gia Lai, rồi thuê xe khách di chuyển về thị trấn Mang Đen, huyện Con Plong, Con Tum. Khi đang đi thì xe gặp nạn. Liên quan vụ xe khách bị lật trên quốc lộ 24 sau va chạm với xe đầu kéo, tối 13 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Con Tum Lê Ngọc Tuấn đã tới bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, chia sẻ với các nạn nhân trong vụ tai nạn. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Ban An toàn giao thông tỉnh Con Tum, Ông Lê Ngọc Tuấn trao hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng, gia đình người tử vong 5 triệu đồng. Tại bệnh viện, Chủ tịch tỉnh Con Tum yêu cầu tập thể y bác sĩ và các cơ quan liên quan khẩn trương tập trung nhân lực, trang thiết bị cứu chữa nạn nhân. Lãnh đạo tỉnh Con Tum cũng yêu cầu chăm lo việc ăn ngủ, nghỉ ngơi cho nạn nhân trong thời gian nằm viện cho đến khi người nhà đến bệnh viện. Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh Con Tum cũng yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Mới đây, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My. Ngày 11 tháng 4 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba đối tượng nguyên trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My để điều tra hành vi nhận hối lộ. Các bị can gồm Lê Kim Vân, nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Tây Giang, Nguyễn Tấn Lộc, tránh văn phòng huyện ủy Nam Giang, nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Nam Giang và Nguyễn Thanh Tùng, chủ tịch liên đoàn lao động huyện Bắc Trà My, nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Bắc Trà My bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Liên quan đến vụ án này, trước đó tháng 12 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Quốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông Chí Phát và Nguyễn Thị Thanh Thủy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tin học viễn thông Vietcom về tội đưa hối lộ và Nguyễn Đức Thuận, nguyên kế toán phòng giáo dục và đào tạo huyện Tây Giang về tội nhận hối lộ. Theo điều tra, từ năm 2019 đến năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Nam Giang, Tây Giang, Bắc Trà My được giao làm chủ đầu tư các gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục. Quá trình tổ chức thực hiện các gói thầu, các đối tượng Lê Kim Vân, Nguyễn Tấn Lộc, Nguyễn Thanh Tùng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, thỏa thuận và nhận tiền của bị can Nguyễn Văn Quốc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu nhằm tạo điều kiện cho Quốc trúng các gói thầu nêu trên. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ. Như đã đưa tin, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế đối với 13 bị cáo, trong đó có cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca có nhiều tình tiết giảm nhẹ để được hưởng mức án dưới khung hình phạt, còn khối tài sản của bị cáo này đang được xác minh nguồn gốc ở một vụ án khác. Tại phần tuyên án, hội đồng xét xử cho biết, số tiền 35 tỷ đồng mà vợ chồng Trương Xuân Đức đưa cho ông Đỗ Hữu Ca, hội đồng xét xử đánh giá số tiền này nhằm lo lót, vụ lợi nên cần tịch thu vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, do vợ chồng Trương Xuân Đức đã có hành vi tự thú về việc hối lộ và khai báo số tiền này, vì vậy hội đồng xét xử quyết định trả lại vợ chồng Trương Xuân Đức một phần số tiền là 15 tỷ đồng. Về phán quyết trả lại 15 tỷ đồng trong vụ đưa hối lộ, luật sư Nguyễn Việt Hùng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hội đồng xét xử quyết định trả lại vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức 15 tỷ đồng là một phần trong số tiền 35 tỷ đồng dùng để đưa cho ông Đỗ Hữu Ca là có căn cứ và đúng pháp luật được quy định tại khoản 7 điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội đưa hối lộ. Cụ thể, khoản 7 quy định người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Cạnh đó, khoản 6 điều 2 nghị quyết 03-2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn, chủ động khai báo trước khi bị phát giác là trường hợp hành vi phạm tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ chưa bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện, chưa bị ai tố giác, nhưng người đưa hối lộ, người môi giới hối lộ đã tự khai báo toàn bộ sự việc đưa hối lộ, môi giới hối lộ mà mình thực hiện. Trong vụ án này, ngoài việc bị xét xử về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, vợ chồng Trương Xuân Đức còn bị xét xử về tội đưa hối lộ tuy nhiên khác với hành vi mua bán trái phép hóa đơn bị cơ quan chức năng phát hiện hành vi đưa hối lộ được vợ chồng trương xuân đức tự nguyện khai báo toàn bộ sự việc số tiền đưa hối lộ mà mình thực hiện trước khi bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện nên thuộc trường hợp người hối lộ đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác do vậy hội đồng xét xử tuyên trả lại một phần số tiền dùng để đưa hối lộ là có căn cứ và đúng pháp luật Ngoài ra, việc hội đồng xét xử quyết định trả lại số tiền 15 tỷ đồng tạo điều kiện để vợ chồng Trương Xuân Đức nộp tiền khắc phục hậu quả vào ngân sách nhà nước, số tiền đã thu lợi bất chính từ hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ cũng như có thêm tình tiết để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt tại tòa án cấp phúc thẩm nếu vợ chồng Trương Xuân Đức có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trương Xuân Đức bị tuyên phạt 2 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước và 7 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt 9 năm.